con gái về mặc chiếc áo dài đẹp khắp phố phường, một nét á đâu và chúng ta cùng xem lại nào, hôm nay cháy hết mình thế nào nha. Tuyệt vời quá. KMA năm nay tuyệt vời thật. Ai hỏi cháu ở chỗ nào đấy? Cháu đã hoa xuống phố Đại Nam nha cô. Trốn thanh bình chẳng tất đắc hay bon chen. Ở tiếp sao không chẳng phải lo có đồng hồ. Quy tụ số 13, quần cô mà có học thì mời về với chó nha. Đại học hiện chính quy mở rộng hai cơ sở, công tử hay công chúa cũng chẳng lo chuyện có ở. Cơ sở chính Hà Đông xuống phú lắm, còn bên kia năm sáu trọng phúc. Đều biết cả xe buýt đôi bên cũng chẳng xa, ai mà chưa biết đường cũng chẳng mà bông lung. Có rất nhiều những hoạt động cho những bạn thi trải nghiệm, là dòng hồng Đại Nam hay đồng ấm yêu thương, san sẻ yêu thương đến khắp mọi vùng miền. Đầu đường xây dựng bơm xe, cuối đường kế toán bán chè đậu đen. Lập trình chả hiểu thế nào, mở hàng trà đá thuốc lào cho vui. Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn, đang ngồi viết sớ kim luôn bói bài. Bác sĩ y tá có thời, học xong về huyện được mời chích heo. Dưới Đại Nam, bạn chẳng lo nhiều vì có đủ trang thiết bị để thực hành luôn. Song song với lý thuyết, vốn đầu tư được chú trọng cả đầu vào lẫn đầu ra. Được ngồi đây là một điều chặt là tuyệt. Thầy cô trong các khoa rất tâm huyết và tận tình, luôn giúp ta trao dồi kiến thức. Mà khi vào bài toán đâu cần đến bản tình, 90 là con số của tỷ lệ phần trăm mà sinh viên sau khi tốt nghiệp đã có được việc làm. Các bạn nữ cao này có yêu thích người con trai về kỹ thuật không nhỉ? Em rất thích con trai làm nghề kỹ thuật, họ mạnh mẽ và đầy nam tính. Cũng là thế địa hình như anh đây, công nghệ thông tin đã qua đường men lì. Chẳng những thế lại còn rất hăng say, tính tình tỉ mỉ lý trí đến từng tỉ mỉ. Đại Nam có trai xinh và gái đẹp, tuổi trẻ rất nhiệt huyết tìm hiểu và hăng say. Được có khó suối có gành cũng không thể ngăn được, còn người của Đại Nam vẫn cứ đang bùng cháy. Chẳng những thế được thiên hạ còn đồn thổi, Đại học Đại Nam còn là trường của Dinh Kích. Thì trường là con nhà giàu nhưng sinh viên thì Dinh Ít.